Chào quý vị và các bạn, hôm nay điện máy xong anh sẽ so sánh như quý vị và các bạn hai cái mẫu cưa dò hạng chung của Estin, đó là dòng Estin MS180 và Estin MS250. Thì ở đây chúng ta có hai mẫu cưa này. Các bạn có thể nhìn thiết kế nó cũng kiểu như là một bản phóng to của nhau thôi. Con này 180 và con này 20, nhìn kích cỡ nó to hơn. Và nếu mà chỉ nói về thiết kế bên ngoài thì chúng ta có thể nhận thấy một vài cái điểm khác của nó. Thứ nhất là nhìn thấy ngay đó là cái nắp xăng. Nắp xăng này thì chỉ từ 250 trở lên, tức là chủ yếu là những cái cưa cỡ lớn của Estin họ mới thiết kế theo kiểu nắp xăng độc quyền luôn rồi. Nắp xăng kiểu này, đó. Nắp xăng chúng ta có thể mở ra xoay nó dễ hơn. Còn từ 180 đổ xuống thì nắp xăng của Estin nó lại không được cải tiến mà nó sử dụng cái nắp xăng cũ. Đó, nắp xăng theo kiểu là chúng ta có thể nhét một cái tô vít rồi chúng ta vặn, hoặc là chúng ta vặn tay. Đó. Đó, đấy là điểm đầu tiên này. Điểm thứ hai chúng ta có nhìn thấy đó là cái phần ốp bảo vệ ở bên trên máy. Thì ở con 180 này nó là nguyên khối cả một cái ốp này, che hết cả bộ lốc máy các thứ, tất cả mọi thứ luôn. Đó. Thì chỉ cần chúng ta chỉ cần tháo cái này ra là chúng ta có thể mở hết cái phần bảo vệ ở trên. Còn con ở sang con 250 thì nó lại tách ra. Đó, nó tách ra, chúng ta nếu mà muốn kiểm tra phần gió thì chúng ta sẽ tháo riêng cái phần gió này ra. Đây, đó. Còn nếu mà chúng ta muốn tháo cái bộ phận bảo vệ này thì chúng ta lại phải tháo thêm mốc. Đó, đấy là cái điểm chúng ta có thể nhìn thấy. Và điểm nữa thì chúng ta có thể thấy nữa đó là nhìn sang bên phải này. Đây. Các bạn có thể thấy. Chúng ta có thể nhìn thấy thiết kế nữa, đó là hai cái phần bô xả nó khác nhau này. Đó, hai phần bô xả khác nhau. Cả hai máy đều dùng lốc nhựa hết. Bô xả của máy, đây, đây thiết kế nhìn rõ ràng luôn là xả có chéo, ngày nó làm như mang cá. Đó, nó làm giống kiểu như mang cá. Đó, còn tiếp nữa là chúng ta có thể nhìn thấy điểm đó là cái ốc tăng chỉnh xích, ốc tăng xích. Đấy, của con 250 này nó thiết kế ngang, chọc thẳng vào máy, nó sẽ dễ tăng hơn. Còn đối với con 250 này thì ốc tăng xích nó lại thiết kế với cái chiều song song với cả cái lam của máy. Đó, lại còn bên trong nữa cơ. Đó. Rồi. Xem chúng ta có thể nhìn thấy điểm gì khác ngoài mặt ngoài của máy nữa không nhỉ? Cơ bản là thế thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến chi tiết ở bên bên trong nhá. Đó, bên trong thì chúng ta có thể thấy có một số thông số của máy để so sánh khi mà quý vị lựa chọn để mua những cái dòng cưa hạng nhỏ của Estin hoặc là hạng trung, nói chung là từ nhỏ đến trung. Đó, thì các bạn có thể thấy là con cưa Estin 180 này nó sử dụng cái động cơ là 1,5 kW, nòng là 31,8 cc. đấy, và còn con cưa 250 này thì nó lại sử dụng cái động cơ hai thì mà có cái công suất lên đến 2,2 kW. Đó, nó khỏe hơn rất là nhiều. Và cái nòng của con 250 này thì nó rơi vào tầm 45,1 cc. đó, nòng rất là lớn. Và cái lam nữa, ở đây nó khác biệt thêm cả phần lam. Đó là phần lam của con 180 thì nó sử dụng cái lam nhỏ hơn con 250, nó rơi vào tầm 12 đến 18 inch. Đó, thực ra nó có thể cao hơn nữa, nhưng mà khuyên dùng là chỉ từ 12 đến 18 inch, tức là khoảng 30 đến 40 phân cho những cái chiều dài lam chúng ta sử dụng. Bởi vì nếu mà dài hơn nữa thì nó sẽ máy nó sẽ yếu, động cơ nó yếu, nó không kéo được. Còn con 250 này thì sao, vì nó có thể sử dụng được cái lam cũng từ 12 inch, nhưng mà đến được rơi vào tầm khoảng 22 inch, tức là nó cũng rơi vào tầm từ 30 đến khoảng 60. Đó, lam 30 đến lam 60. Đó, bởi vì sao, bởi vì cái công suất của nó lớn hơn, nó có thể đủ để kéo cái tối đa lên đến 60. Đó, nhưng mà nói chung là khuyên dùng thì vẫn rơi vào khoảng lam 50 thôi. Còn con 180 này thì nó dùng lam trung bình, nó khoảng tầm lam 40. Đó, 40-45. Còn con này là khoảng lam 50-55. Đó. Rồi, thực ra là cái đánh giá này thì nó chỉ là
đánh giá sơ qua. Còn quý vị bạn nào mà muốn tìm kỹ hơn có thể phải tùy vào nhu cầu của mỗi người nữa. Tiếp đến là tôi sẽ đánh giá thêm về cái độ ồn của máy đi. Ở đây như máy nó ghi đây là cái con 250 này là độ ồn là 116 decibel. Còn của con 180 là 112 decibel. Thì chúng ta thấy là cái con 180 này nó kêu nó sẽ êm hơn. Đó. Thì nó êm hơn. Êm hơn con 250 một chút. Rồi chúng ta sẽ xem cả cân nặng nữa. Theo như nhà cung cấp thông báo thì cái cân nặng của con 180 này không lam xích là nó rơi vào tầm 4 cân, còn cái con 250 này không lam xích thì nó rơi vào tầm 4,6 cân. Thực ra này nó cầm thì nó không chênh quá nhiều bởi vì nó hơn nhau 600 gram thôi. Quá nhỏ để chúng ta có thể phân biệt được. Đấy thì tôi vừa đánh giá xong cho quý bạn hai cái dòng cưa này. Thì sau khi đánh giá thì tôi có thể rút ra một cái, đó là cái cưa dòng cưa 220 này nó thuộc dòng cưa hạt nhỏ nhưng mà nó vẫn lớn hơn con 180 này. Quý bạn nào mà sử dụng để cưa những cái cây mà to hoặc tất nhiên là sử dụng gia đình hoặc công trường nhỏ thôi thì các bạn có thể sử dụng cái con 220 này, công suất này sẽ lớn hơn. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng không thường xuyên hoặc là chúng ta chỉ cắt những cái cây gỗ nhỏ hoặc là cái xưởng của chúng ta mà sử dụng những cái hay sử dụng để cưa những cái gỗ nhỏ hoặc là tạo hình thì chúng ta sử dụng 180 là rất là thoải mái và tiện lợi hơn cái là nó nhẹ và nó rất là êm, nó không ồn mấy. Đó, cả hai đều là dòng cưa chính hãng của Estin hết. Đấy, các bạn có thể để ý đây thiết kế con 250 nữa, nhìn lại thấy là nó hơi vuông hơn, nó vuông hơn một chút. Đó rồi, vừa rồi tôi đánh giá qua cho các bạn hai cái dòng sản phẩm Estin 180 và 250 này rồi. Thì các bạn có nhu cầu mua một trong hai sản phẩm hoặc là còn cần tư vấn thêm gì về hai sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ vào cái số máy hiện trên màn hình hoặc là có thể gửi email hoặc nhắn tin Zalo qua cái số điện thoại này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video lần sau.